Show diễn Messi Fati, 104 giây thành lập liên minh hủy diệt. Một trong những sự khác biệt căn bản trong phong cách chơi bóng của Messi và Ronaldo là cộng sự. Ronaldo không cần đối tác, anh cần những trợ thủ đằng sau hỗ trợ anh chớp thời cơ, kiểu như Benzema hay Hogan. Messi thì khác, tuy là cỗ máy săn bàn, nhưng siêu sao người Argentina không bao giờ chơi cao nhất trên hàng công, anh thích lùi sâu kiến thiết. Tất nhiên, đặc điểm của từng siêu sao là như vậy, chứ chưa thể đánh giá chớp thời cơ hiệu quả hơn kiến thiết hoặc ngược lại. Trở lại với Messi, vì thế siêu sao người Argentina luôn muốn có những đối tác ăn ý để phối hợp và kiến tạo. Dani Alves, Jordi Alba hay Luis Suarez là những người bạn thân, đồng thời cũng là những liên minh ma quỷ trên sân cỏ của Messi. Họ luôn biết di chuyển như thế nào cho phù hợp nhất để nhận đường truyền và triển khai đúng ý tưởng Messi gói ghém trong đường truyền ấy khi nhận bóng. Không phải lúc nào cũng làm tường, không phải lúc nào cũng truyền trả ngược và cũng không phải lúc nào cũng dứt điểm. Đó là sự an ý hoặc thần giao cách cảm hoặc bồi tích qua nhiều năm sát cánh. Từ trận thắng Levante của Barca, dễ thấy Ansu Fati hứa hẹn sẽ là gương mặt tiếp theo cùng Messi tạo nên một liên minh ma quỷ. Chàng trai này vẫn ở trong vóc dáng của một chú bé, cùng nụ cười trẻ thơ nhưng lại thoát đi như một tay săn bàn thiện nghệ. 104 giây, Messi, như thường lệ, khiến người xem trầm trồ bởi tài nghệ bất phàm, còn Fati lại khiến tất cả rợn gáy bởi sự lạnh lùng hiếm thấy ở một cầu thủ 17 tuổi. Trong bàn thắng thứ nhất, Fati thoát xuống rất đúng nhịp để Messi thả bóng, sau khi vượt qua hậu vệ đối phương bằng tốc độ và sự khôn ngoan. Với một pha chạy cắt mặt loại đối thủ khỏi vòng chiến, tiền đạo này ghi bàn bằng một pha dứt điểm sâu kim thủ môn, điều không nhiều tay săn bàn kể cả giàu kinh nghiệm dám thực hiện. Đến bàn thắng thứ hai, nếu Messi khiến cả hàng phòng ngự đối phương quay cuồng bởi tài rê dắt, thì Fati làm hệ thống ấy chết lặng bởi 3 pha chạm bóng như được lập trình. Bước 1 khống chế, bước 2 điều bóng, bước 3 dứt điểm. Tất cả chỉ trong chớp mắt, thể hiện tốc độ suy nghĩ và ra quyết định lẫn kỹ năng xử lý bóng cực tốt của Fati. Ngược dòng thời gian phải quay trở về 9 năm trước mới chứng kiến cú đúp kiến tạo chớp nhoáng như vậy của một cầu thủ cho một đồng đội. Và cú đúp ngoạn mục ấy vẫn được thực hiện bởi một trong những liên minh ma quỷ của Messi. Đó là cú đúp kiến tạo của Dani Alves và cú đúp bàn thắng của Messi trong 103 giây ở chiến thắng Hercules ngày 29 tháng 1 năm 2011. Hiện tại, Barca vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. Quicker setting vẫn còn rất nhiều việc để làm. Nhưng ít nhất, 104 giây huyền diệu của Messi và Fati đã giúp nhà cầm quân 61 tuổi này có một gợi ý sáng nước. Man City nhận hung tin trước đại chiến Real. Cựu chân sút Liverpool gặp vấn đề ở cơ khi cố gắng thực hiện đường căng ngang vào ở phút 83 trong trận thua Tottenham 0-2 đêm qua, ngày 3 tháng 2. Ngay sau đó, anh được huấn luyện viên Pep Guardiola rút ra khỏi sân nhường chỗ cho Bernardo Silva. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương có nghiêm trọng hay không, song đây rõ ràng là một tin dữ với Man City, đặc biệt trong bối cảnh họ sẽ chạm trán Real ở lượt trận đi vòng 1/8 Champions League tại Bernabeu hôm 27 tháng 2 tới. Nếu Sterling không thể ra sân, Man City sẽ mất chân sút số 2 của mình mùa này. Cho tới thời điểm hiện tại, Sterling đã ghi cả thảy 20 bàn cho Man City trên mọi đấu trường, chỉ sau mỗi Sergio Aguero 21 bàn. Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là Sterling đang sở hữu phong độ không tốt. Tuyển thủ Anh hiện tại trải qua 8 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường. Sắp tới, Man City còn 2 trận đấu nữa ở ngoại hạng Anh, lần lượt gặp West Ham và Leicester trước khi đối đầu Real tại Champions League. Atletico chìm trong khủng hoảng hàng công. Morata đã bị đau, anh tập tễnh trên sân nhưng vẫn cố thi đấu và tỏ ý không muốn rời sân. Nhưng huấn luyện viên Simeone không dám mạo hiểm với chấn thương của học trò cưng. Phải nhấn mạnh, Morata đang là chân sút chủ lực của Atletico thời gian gần đây. Mùa này anh đã ghi 10 bàn cho Atletico, chưa kể còn có 2 pha kiến tạo thành bàn. Nếu Morata không may phải nghỉ thi đấu dài hạn, đó sẽ là đại họa với Atletico. Bởi trước đó, huấn luyện viên Simeone đã mất một loạt chân sút lợi hại như Diego Costa hay tài năng trẻ đắt giá João Félix vì chấn thương. Bên cạnh đó, các ngôi sao tấn công khác của Atletico như Thomas Lemar, Koke cũng đang không có được thể lực tốt nhất. Trở lại với trận Real Madrid, sau khi Morata phải rời sân, huấn luyện viên Simeone bắt đắc dĩ phải đẩy tiền vệ Vitolo lên đá cặp tiền đạo cùng Andro Correa. Ở những phút cuối trận, Atletico còn đá với bộ đôi tấn công lạ lẫm là tân binh Yannick Carrasco và tiền đạo 18 tuổi vừa được đôn lên từ đội trẻ Sergio Camello. Giam học trò 50 phút sau khi thua Tottenham, Guardiola đối diện án phạt.
Man City đã thi đấu hoàn toàn lấn lướt chủ nhà Tottenham trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Oleksandr Zinchenko ở phút 60 đã khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá bằng hai bàn thua với các pha lập công đến từ Steven Bergwijn và Son Heung-min. Thất bại này khiến Man City bị đội đầu bảng Liverpool bỏ lại với khoảng cách 22 điểm trong cuộc đua vô địch sau 25 vòng đấu. Quá thất vọng với kết quả này, sau trận đấu, huấn luyện viên Guardiola được cho là đã giam mình cùng các học trò trong phòng thay đồ khoảng 50 phút. Nhiều người tin rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã sa các học trò tơi tả. Nhưng sau đó, ông xuất hiện và giải thích rằng mình chỉ đơn giản nói chuyện với các học trò cũng như ban huấn luyện đội bóng thay vì chỉ trích họ. Huấn luyện viên Guardiola chia sẻ, "Không bao giờ với màn trình diễn này, tôi đã nói chuyện với các nhân viên của tôi và vợ tôi cùng một số cầu thủ của tôi. Với màn trình diễn này sẽ là một sai lầm lớn khi nói với họ rằng họ tệ như thế nào." Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm, "Chúng tôi nhận thất bại, chúng tôi đã chơi tốt nhưng vẫn bại trận và điều đó lại xảy ra. Họ có hai cơ hội và ghi bàn. Tôi không có quá nhiều điều để nói về hiệu suất, nhưng điều này lại tái diễn như trận đấu với Man United, cúp Liên đoàn Anh. Chúng tôi đã để thủng lưới khi họ chỉ tạo ra một vài cơ hội. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Nó đã xảy ra và chúng ta phải chấp nhận. Đôi khi mọi chuyện thật không dễ dàng." Cũng liên quan tới Guardiola, theo nhà báo Sokrenan thì chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ phải đối diện với án phạt của ban tổ chức Ngoại hạng Anh vì hành vi giam giữ các học trò quá lâu trong phòng thay đồ sau trận đấu. Arteta chê cầu thủ Arsenal cẩu thả. Arteta phân tích trên Sky Sports, "Tôi rất hài lòng ở nửa đầu hiệp 1 với cách chúng tôi nhập cuộc, kiểm soát thế trận và tạo ra những cơ hội. Nhưng sau đó đội bắt đầu phung phí những đường truyền, các tình huống phạt góc hay ném biên. Một số pha bóng được xử lý cẩu thả và rất khó khăn để chúng tôi loại bỏ điều đó. Dẫu vậy, tôi nghĩ rằng hàng phòng ngự đã chơi rất tốt. Song ở hàng tấn công, các cầu thủ cần cải thiện nhiều hơn khi họ tạo ra quá ít cơ hội." Trên sân Tomor, Arsenal chơi nghèo nàn trước Burnley, đội mà họ toàn thắng từ năm 2010. Đoàn quân của Arteta thậm chí may mắn thoát thua ở những phút cuối trận và ra về với một điểm. Đây là trận hòa thứ 5 liên tiếp của Arsenal trên sân khách tại Ngoại hạng Anh. Họ cũng mới giành được 2 chiến thắng trong 17 trận gần nhất, bao gồm 1 trận thắng trong 7 trận kể từ khi Arteta lên nắm quyền. Arsenal hiện xếp thứ 10 Ngoại hạng Anh và thất thế trong cuộc đua vào top 4. Arteta nói thêm, "Arsenal cần cải thiện chất lượng. Các cầu thủ chưa làm đúng ý tôi về lối chơi tấn công biến hóa, nhưng điều đó cần một quá trình. Arsenal đã tạo ra những cơ hội và mong đợi sẽ giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó." Sau trận đấu hôm qua, Arsenal có 2 tuần nghỉ đông và trở lại Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Newcastle vào ngày 16 tháng 2. Sau đó, họ sang Hy Lạp làm khách trên sân Olympiacos ở lượt đi vòng 1-16 Europa League. Tuấn Anh muốn lên ngôi ở AFF Cup. Chỉ vì những chấn thương dai dẳng đeo bám mà tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp lỡ hẹn với đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Fonser trong giai đoạn thành công của năm 2018 đến đầu năm 2019. Tuy nhiên, kể từ thời điểm được nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi trở lại, Tuấn Anh lập tức khẳng định vai trò số 1 ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, vị trí luôn được xem là cạnh tranh khốc liệt nhất. Trước khi Tuấn Anh trở lại Việt Nam tranh tài ở loạt trận lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trung tâm hàng tiền vệ khá chật chội với những tên tuổi nổi trội như Quang Hải, Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy và Huy Hùng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Fonser hiểu rõ giá trị của Tuấn Anh nên khi anh dứt chấn thương, nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức để anh cùng Hùng Dũng quán xuyến trung tâm hàng tiền vệ, trả Quang Hải lại vị trí chạy cánh sở trường. Điều đó phần nào cho thấy nếu không vì chấn thương luôn rình rập, Tuấn Anh có lẽ đã là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park từ lâu. Hôm 31 tháng 1, huấn luyện viên Fonser đã trở lại Việt Nam trong 24 giờ để gặp gỡ VFF nhằm bàn bạc những kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia sẵn sàng cho trận làm khách của Malaysia vào tháng 3 tới. Trong đó, Tuấn Anh là cái tên mà ông lưu ý VFF và muốn sớm trở lại dự khán các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League. Đơn giản bởi ở mùa giải 2020, Tuấn Anh chính là nhân tố được Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng nhất khi trao cho anh tấm bằng đội trưởng. Trong bối cảnh Xuân Trường vẫn đang giai đoạn phục hồi chấn thương, còn Công Phượng đang cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn thi đấu nửa mùa bóng. Có thể nói với tầm quan trọng của Tuấn Anh, huấn luyện viên Fonser sẽ muốn theo sát học trò này trong bối cảnh rất nhiều nhân tố đã không còn đủ sức gây bất ngờ cho các đối thủ ở châu Á. Đơn cử như trường hợp Quang Hải đã không thể chơi nổi bật ở giải U23 châu Á 2020. Còn Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường cũng bị đối phương tìm hiểu rất kỹ. Bản thân Tuấn Anh khá khiêm tốn khi nhắc đến vai trò chủ lực trong lối chơi của tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, anh cũng thổ lộ mong muốn trong những ngày đầu xuân là năm 2020 được cùng huấn luyện viên Pulser lên ngôi ở AFF Suzuki Cup. Đây cũng là một giải đấu có tính chất rất quan trọng, được VFF cũng như huấn luyện viên Pulser ưu tiên tối đa. Nhiệm vụ bảo vệ chiếc vô địch giành được năm 2018 sẽ không dễ dàng, nhất là khi Thái Lan quyết tâm đòi lại ngôi vị nhà vua bóng đá Đông Nam Á. Thậm chí người Thái còn đánh giá rất cao vai trò của Tuấn Anh khi câu lạc bộ Moreton United đã đánh tiếng muốn chiêu mộ tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Tất nhiên, trả lời truyền thông, Hoàng Anh Gia Lai khẳng định tương lai của Tuấn Anh đã được xác định trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2020. Có thể Tuấn Anh là cái tên đầy sức hút với Thái League vốn đang rất muốn thu hút sự quan tâm của dư luận Việt Nam, song thất bại của thương vụ Xuân Trường khiến các nhà quản lý phải cân nhắc. Mặt khác, chất lượng của Thái League không hẳn đã hơn V-League, nên để một ngôi sao như Tuấn Anh hay Quang Hải sang thi đấu chưa chắc mang lại điều gì tốt hơn về chuyên môn, thậm chí cả tiền bạc.